Qua phố đầu chiều nay xem dòng người đàn vào nhau. Nghe tiếng radio phát thanh đã vang từ lâu. Chiều trong ca ba lúc mưa lúc nắng lúc giông. Phố thị thì sắp lên đây nên có lúc vắng lúc đông. Pha cái bình trà ông già ngồi hưởng thú an nhàn. Nhìn qua những công trình năm tháng đang bỏ phế hoang tàn. Nhìn thật chi tiết nhà người ta đang dọn bữa cơm chiều. Trong khi đời vẫn như cơn sóng cuối ngày còn xô tôi đi miết. Chiều trong ca ba nghe đài phát thanh còn vang. Hướng về phía mặt trời nhưng vạn vật đen màu than. Xin thời gian qua trần chậm để cho tao đốt một điếu thuốc. Một điếu như ngọn đuốc đặng chiếu cho tao thấy sớm nhỏ chuẩn bị vào tiệc bắt đầu kéo bàn ra. Nhà nhà gia đình hội tụ ngồi quay quần trước hàng ba. Phố thị thì mù màu, quán xá thì câm điếc. Là bởi vì tao đang đứng ở đây mà dòng người không biết. Yeah. Tan ca trong chiều tà ta về thay ngay bộ quần áo. Rồi lao nhanh con xe ra phố đem theo muộn phiền đang cần tháo. Sự cô đơn dường như lại bơm thêm vào làn máu. Chỉ còn được vài tiếng động cơ là muốn chào tao như màn pháo. Muốn lan tỏa sự mệt mỏi này vào cùng màu phố xá. Để cảm nhận sự cồn cào từ nhiều sống này chó má. Vì tiền nhà thì cần liền, làm về nhà thì nhiều phiền. Gặp vài thằng lồn vay đòi tiền, còn về nhà trường cũng đòi tiền. Ta chóng mặt nhớ về nơi quê nhà ấm áp, nơi chứa đựng nhiều tình thương gia đình và nhiều say đắm khác. Trong đó có luôn cả người tao thương mà chỉ lâu lâu gặp thôi. Đành hẹn là em thay là một dịp khác, vậy là cùng làm tàn cặp môi. Giờ mình giữa thành phố tao rẽ tay lái vào hàng quán. Người anh em hôm nay trong túi còn mang theo vài bao hàng bán. Vì ai cũng có cho mình là một cành đời vương hoa. Rồi lại vội vàng trong cơn gió tìm về vùng trời phương xa. Chạng vạng tràn vào thành phố cho tao bước vào ca ba. Trong khi đó hàng vạn sinh linh đang trên phố đam mê xa hoa. Thằng thì nhậu từ lúc chiều tà, bây giờ đã gục trên bàn tiệc. Thay vì bước ra ngoài kia chơi thì tao chết gục trên bàn làm việc. Phố thị đã phát nhạc lên cho mặt đường xôn xao. Đồng với lương nó đưa công việc như kiểu đang chôn tao. Ở ngoài kia càng ồn ào thì trong này càng nôn nao. Thì cái đầu tao bứt rứt còn cái bụng tao cồn cào. Chiều trong ca ba thì sao? Tao thấy được bữa cơm nhà mình đang xa ra dần tao. Tao thấy được những buổi chiều không có tivi, không có âm nhạc, không có ly bia, không có chi kỷ. Tao thầm đếm từng buổi chiều tàn. Chim còn được bay về tổ đông với từng đàn. Hàng quán náo nhiệt từng bàn trong ánh đèn vàng vàng. Còn tao chích đục trong chiều ca ba nhìn lại mới thấy lòng bàng hoàng.